Đinh Dương Lan Ngọc và những mối tình ồn ào trong showbiz, được mệnh danh là Ngọc Nữ màn ảnh Việt, bởi thế nên tất tần tật mọi bước chuyển động của Đinh Dương Lan Ngọc đều thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Đinh Dương Lan Ngọc chính là một trong những mỹ nhân Việt nhận được sự quan tâm nhất nhì làng giải trí, đặc biệt là cuộc sống đời thường lẫn những mối quan hệ của cô nàng. Suốt chặng hành trình nghệ thuật đến thời điểm hiện tại, Ngọc Nữ màn ảnh Việt đã trải qua không ít các mối tình với những sao nam vbiz. 1. La Thành. Thời điểm mới nổi tiếng, Đinh Dương Lan Ngọc được biết đến với chuyện tình cùng diễn viên La Thành. Cuối năm 2015, nữ diễn công khai mối quan hệ tình cảm và nhận được sự quan tâm, chúc phúc của khán giả. Nếu như Lan Ngọc được dư luận chú ý sau thành công của bộ phim Cánh Đồng Bất Tận thì La Thành là một diễn viên sân khấu, gặp nhiều khó khăn trong việc khẳng định tên tuổi của mình. Sau vài năm quen nhau, cặp đôi đường ai nấy đi khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Thông tin này được La Thành xác nhận. Anh cho biết cả hai chia tay vì những hiểu lầm và mâu thuẫn cá nhân song khẳng định vẫn giữ quan hệ bạn bè. 2. Minh Luân. Sau La Thành, Lan Ngọc có mối quan hệ tình cảm với Minh Luân. Cả hai công khai mối quan hệ vào năm 2015 và thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Tuy nhiên họ đường ai nấy đi sau 3 năm hẹn hò khiến cư dân mạng tiếc nuối. Chuyện tình cảm của cả hai tốn nhiều bút mực của báo giới khi nam diễn viên từng đăng đàn bày tỏ sự bức xúc khi nhìn thấy hình Đinh Dương Lan Ngọc nắm tay Chi Dân đi xem phim Lượng Nửa Đêm. Anh chia sẻ, thâm cảm ơn bài báo mà tôi biết được tại sao đúng ngày hôm đó, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời và 3 giờ sáng gọi lại gây lộn và đòi chia tay. Tuy nhiên sau này, Minh Luân cho biết anh và bạn gái cũ đã nói chuyện rõ ràng. Anh xác nhận hiện tại vẫn giữ quan hệ đồng nghiệp với Lan Ngọc, lâu lâu hỏi thăm nhau qua tin nhắn. 3. Chi Dân. Sau hai chuyện tình ồn ào, Lan Ngọc có mối quan hệ kín tiếng với ca sĩ Chi Dân. Cả hai chưa một lần công khai mối quan hệ dù cư dân mạng liên tiếp chia sẻ những bằng chứng khẳng định họ đang yêu nhau. Cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò hồi tháng 4 năm 2018 khi bức ảnh họ cùng đi xem phim, ăn tối lan truyền trên mạng xã hội. Chưa dừng lại ở đó, khoảnh khắc diễn viên Cô Ba Sài Gòn nắm tay Chi Dân, cùng nhau đi du lịch, tình tứ trên máy bay hay check-in tại cùng một địa điểm khiến mọi người thêm phần chắc chắn về thông tin này. 4. ST Sơn Thạch. Đinh Dương Lan Ngọc và ST Sơn Thạch là một trong những đôi bạn bè thân thiết hiếm có khó tìm trong showbiz Việt. Bên cạnh việc dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, cả hai luôn được khán giả mong chờ sẽ sớm trở thành một cặp. Mặc dù lên tiếng phủ nhận nhưng cả hai vẫn liên tục lộ hình sát cánh bên nhau khiến fan không ít lần bán tin bán nghi. Khi được hỏi về chuyện tình cảm với Lan Ngọc, ST Sơn Thạch từng chia sẻ, tình cảm tôi dành cho Đinh Dương Lan Ngọc luôn tốt đẹp, tôi không muốn lợi dụng tình cảm đó để xuất hiện trong các sự kiện quan trọng. Về vấn đề được ghép đôi với bạn thân, nam ca sĩ thẳng thắn, tôi khẳng định luôn chúng tôi vẫn là những người bạn rất ok la. Chỉ là do khán giả yêu thương ST, yêu thương Lan Ngọc nên ghép đôi lại. Em bỏ Ngọc được. Ủa thiệt hả? Giờ nó không chịu về giờ làm sao giờ? Bây giờ hai nghĩ... đứa nó chặt không đứt bước không. Đúng rồi, thôi không cô chùm con trái. Bây giờ phải có người mà về đổi tụi tôi chứ bây giờ tụi tôi như bù nhìn vậy. Hai người yêu đương nhau rồi lôi cho lên chương trình nè. Xin trân trọng kính mời. Ủa Sam chưa có giới thiệu tên mà. Kệ Sam luôn. Rồi kệ Sam luôn. Kệ Sam luôn. Trời bà mấy tuổi bà. Dạ cho con giới thiệu tên của con. Con tên là Thị Thủ Mặt Trăng. Hôm nay con 8 tuổi. Rồi bây giờ bên em bé Thị Thủ Mặt Trăng là mời thêm ông Thị Thủ Mặt Mâm này nữa anh chị. Ủa nói về cái mặt mâm thì mình nên nhìn lại cái mặt của mình anh ha. Không đây là mặt bàn. Đây là mặt bàn. Thực ra thì em là ba của bạn đó. Dạ đây là ba của con, dắt con đi chơi. Hai cha con nhìn phúc hậu. Xin giới thiệu lại một lần nữa hai vị bình luận viên khách mời của chương trình, Ninh Dương Lan Ngọc và ST. Và đến ngay với lại chọn đội, không biết là Ngọc với ST sẽ chọn về đội của vị bình luận viên nào. Thì lúc mà em ra em thấy anh có một cái bộ đồ rất là phù hợp với em, nhưng mà tại anh mập quá em sợ là ngồi trên cái ghế nó sẽ bị bập bênh á, nên em nghĩ đi em kia đi. Quá trời. Nhưng mà anh Huy ảnh không có nhiều kiến thức bằng đi anh Thành. Đi qua bên kia đi. Ba đứa mình vô ghế ngồi một mình đó. Em bỏ Ngọc được. Giờ nó không chịu về giờ làm sao giờ? Bây giờ hai nghĩ... đứa nó chặt không đứt bước không. Đúng rồi. Thôi không cô chùm con trái. Bây giờ phải có người mà về đổi tụi tôi chứ bây giờ tụi tôi như bù nhìn vậy. Hai người yêu đương nhau rồi lôi cho lên chương trình nè. Có một cái số đầu tiên cũng không giúp cho MC người ta đúng hoàn rồi. Thành nhiệm vụ nữa hả? Đúng rồi. Em khổ quá mà. Số đầu tiên của em là sao kỳ vậy nè. Mà chia đều ra được. Bắt anh Thành qua bên này đi, em qua bên anh Huy. Rồi đó, đúng rồi, rồi đúng vậy rồi, vậy đi. Ủa anh Huy đi đâu nữa giờ? Không muốn chung đội với tôi hả Huy? Thùng quá à, tôi phải chung đội với bà chứ. Anh
cũng nghĩ như em đúng không anh Huy? Nợ đó, vậy là nợ đó mà. Anh nghĩ gì? Em nói trước đi. Cái mà anh nghĩ đó nó là giống em. Cái mà anh nghĩ đó nó là trùng hợp với em. Cái mà anh nghĩ nó xem là... em tới sáng luôn. Chương trình sẽ không bao giờ được bắt đầu luôn đó mọi người. Em bé này sẽ có khả năng về diễn xuất hoặc là uống dẻo. Đúng quá trời đúng rồi. Giải thưởng đâu? Hãy nghe một người có thâm niên trong chương trình nè. Anh Thành Thâm ơi, anh nghĩ sao? Con bé này thiệt là đáng yêu muốn chết. Với kinh nghiệm của một người đã có thâm niên đi trước một năm, ý kiến tài giống hai đứa nó đó. Diễn xuất, không biết là vị huynh đệ đây nghĩ như thế nào ạ? Thật ra thì những cái này nó đều liên quan tới cô Long hết. Là diễn xuất rồi đu trên dây nè. Người ta là đi trên dây. Nhưng cô Long là đu. Cô Long là nằm trên dây đó. Trước khi anh nằm được là anh phải đu ở trên đó chứ làm sao mà anh nằm được. Cô giáo nào dạy cái em nào cũng phải... Cô giáo nào dạy em đu đúng là rồi. Nằm cái nào cũng phải có quá nè, trình đu nè. Sao anh Thành đây đâu đu đó còn nằm đó. Nó khác nhau như vậy. Hai đội của mình chốt đáp án chứ hả? Chưa chưa đâu. SC tin rằng bạn này sẽ là võ thuật. Ngọc, em về đội của ai vậy? Cho tụi nó chơi riêng được không anh? Với em về lại được. Em cũng vậy đó, em cảm thấy mệt mỏi vì đồng đội của mình. Em xin ban tổ chức và chương trình cho em đổi đội chơi. Nè, anh qua đi. Anh qua đi đi. Tự em quyết định luôn. Rồi mọi thứ dễ dàng vậy luôn nè em. MC đứng đây để làm kiện hả? Đúng rồi. Nó đều phải có một cái nguyên lý. Ừ. Giống như là, thấy không? Hai anh em bận đồ y chang nhau, phải về chỗ y chang nhau. Mình đổi phong thủy thôi. Ủa gì? Rồi bây giờ em đếm từ 1 đến 3. Hai ban bình luận sẽ chốt đáp án nha. Chốt rồi đó. Em chốt đáp án của em là diễn xuất. Dạ. Chốt không có cái chuông. Cái nút bấm. Em chốt đáp án của em là võ thuật. Trời ơi, con đi tìm đâu xa xôi đây nè. Mình thấy anh em mình cố vấn cứ vẻ như nó không có được đồng với lòng dân á anh Thành ơi. Bây giờ nếu như anh muốn chọn một đám ác khác, anh có thể về đội với Ngô Kiến Huy. Hay là cái vòng cuối này mình thử đổi một lần đi. Mình đổi một lần đi. Bắp về với anh bắp. Đây. Bộ đôi cố vấn. Bộ đôi này cũng chọn khác nhau đó. Vậy hả? Anh chọn gì bắp? Em chọn cover. Ra luôn. Quay trở về với đội hình cũ đi. Mày đâm xuồng bể đó bắp. Thật ra nãy giờ là Ngọc đều quyết định hết. Bây giờ cho anh Huy một lần đi. Được đúng thể rồi. Hiện cái gọi là đàn ông. Chứ nãy giờ anh bị... Thiệt luôn á, nên như vậy, đánh võ. Anh chọn Pierre Bartolet. Để rồi xem. Rồi, bây giờ để xem hai đáp án của ban bình luận có chính xác hay không. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với tài năng nhí cuối cùng.